sau khi sát hại chồng thủy cùng người tình ăn ái trên chiếc giường chồng vừa nằm chết sau khi sát hại chồng rồi buộc đá vào thi thể đẩy xuống sông thủy cùng người tình ăn ái trên chiếc giường chồng vừa nằm chết cách đó vài giờ Ngày 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Trần Tuấn Thanh, 28 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, mức án tử hình, Văn Thị Thủy, 32 tuổi, tù chung thân, cùng tội giết người. Đây là đôi nam nữ quan hệ bất chính, người vợ bàn với nhân tình sát hại chồng gây xôn xao dư luận ở miền Tây suốt nửa năm qua. Từ sáng sớm, hàng chục ngàn người từ tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Sóc Trăng đổ xô về nhà văn hóa huyện Mỹ Tú Sóc Trăng để xem tòa án xử người đàn bà trắc nết cùng người tình lập mưu giết chồng rồi cột đá vào xác dìm xuống sông nhằm phi tan chứng cứ. Hàng chục cảnh sát thiết lập trật tự hơn một giờ, hội đồng xét xử mới khai mạc phiên xử lưu động. Sau lưng hai bị cáo, gia đình anh em ông Trần Văn Lạc không nhìn nhau bởi đứa con trai duy nhất của ông này là bị cáo Thanh đã cùng người tình sát hại anh họ. Cha mẹ của người đàn bà ngoại tình cũng bị thông gia ngoảnh mặt nên bà Dương Thủy Oanh, mẹ Thủy không dám hỏi thăm hai cháu ngoại đang ngồi cạnh ông bà nội là cha mẹ của nạn nhân Trần Văn Nhân, 38 tuổi, chồng của Thủy. Cả hai khai nhận trước khi thành kẻ sát nhân đã có quan hệ bất chính với nhau được 3 tháng Mỗi khi chồng vắng nhà, Thủy không ngại trao thân cho em họ của chồng là thanh niên kém mình 4 tuổi. Thanh bảo, sau mỗi lần ăn ái, tối về nhà thấy vợ chồng tôi đóng cửa ngủ với nhau, Thanh chịu không nổi, nên cả hai bàn cách sát hại anh Nhân. Thấy chồng hai chống mặt nhức đầu, tôi nhờ Thanh mua thuốc cho anh ấy uống và cả hai nghĩ đến thuốc ngủ nhằm sát hại anh Nhân, để cả hai được tự do sống chung với nhau, Thủy khai trước tòa. Đầu năm nay khi nghe chồng kêu đau đầu, người đàn bà ngoại tình lấy 8 viên tân dược cho chồng uống. Theo thủy, số thuốc này thanh mua ở ngoài chợ chủ cửa hàng Bảo, chỉ uống 2 viên là ngủ từ 2 đến 3 ngày. Thế nhưng, sáng hôm sau thấy anh nhân vẫn không chết, thủy tiếp tục lập mưu giết chồng bằng cách khác. Sáng ngày 5 tháng 1, Thanh sang nhà Thủy chơi, khi anh Nhân đi vắng rồi về bàn cửa sau, bị hàng xóm phát hiện, Thanh vừa hỏi Thủy mượn kìm, rồi về nhà điện thoại cho người tình nói rằng giá nào tối nay cũng phải giết anh Nhân. Thế là gã thanh niên đang xây tình chị dâu, bảo Thủy suối chồng đi đám cưới vào chiều cùng ngày để anh Nhân uống rượu. Lúc này, Thanh cũng nghĩ đến cách giết tên địch là anh con chú bác bằng cách đập đầu rồi buộc đá neo xong nên đi mua 2,2 mét dây dù và kêu thủy ở nhà chuẩn bị vài bao đá. Ngoài ra, đôi giang dâm còn chuẩn bị hờ ba chai thuốc ngủ dạng siro để khử cha của hai đứa bé gọi thủy bằng mẹ. Mẹ chồng của Thủy đề nghị hội đồng xét xử phạt tử hình hai bị cáo vì không có người vợ nào giết chồng rồi quan hệ tình dục với nhân tình. Trên chiếc giường cả hai vừa ra tay giết người. Đúng như kế hoạch, sau khi anh Nhân đi đám cưới về, Thủy pha siro vào ly trà bí đao đưa cho chồng. Anh Nhân không uống, Thủy đưa cho hai con uống để các bé ngủ say không phát hiện kế hoạch tàn độc của mẹ. Đến khoảng 21h30 thấy chồng ngủ say, Thủy mở cửa cho người tình vào nhà và hỏi, làm không? Thanh trả lời, làm chứ. Lúc này Thủy chỉ Thanh hai khúc cây chuẩn bị sẵn rồi chui vô mùn. Chuẩn bị tư thế nếu chồng kháng cự sẽ lao vào khống chế giúp người tình giết chồng cho bằng được. Được Thủy giúp sức, tôi vén mùng rồi vung cây lên định đập đầu anh Nhân nhưng không đập, bị cáo bỏ khúc gỗ xuống đất. Ngồi hút thuốc và nghĩ đến cách siết cổ nạn nhân nên về nhà gần đó khoảng 20 mét để lấy hai sợi dây dù. Thanh khai và cho biết sau khi cột xong thòng lòng thì Thủy chính là người dùng tay nâng đầu anh Nhân đưa vào con đường chết sợ nạn nhân giãy giụa thanh đưa thủy sợ dây dù để trói hai chân rồi thủy nhảy lên giường ngồi lên bụng chồng dùng tay đè vào cổ người đã hơn 10 năm cùng mình đầu ấp tay gối sau khi cùng người tình siết cổ chồng đến chết thủy lấy khăn cho người tình đậy mặt anh nhân lúc đầu thủy kêu tôi vác xác bỏ ngoài ruộng sợ bị lộ nên cả hai bàn cách chở thi thể đi thật xa ra đến sông bốn tàu rồi cột đá vào đẩy xuống nước để phi tang thanh khai rành mạch còn theo Thủy, khi chồng chết bị cáo vẫn còn đủ tỉnh táo để tìm điện thoại, lấy dép chồng và mở tủ lấy thêm chiếc võng mang xuống xuồng máy, đẩy lên xác anh Nhân và lấy theo chiếc kéo nhằm cắt chướng ngại vật nếu chân vịt máy nổ bị vướng rác. Trên đường ra sông bốn tàu, Thủy bỏ vào bao, hai cục bê tông to rồi cột dính vào xác chết. Sau khi đẩy xác xuống sông, Thủy ném kéo, dép và điện thoại của chồng xuống nước, rồi cả hai quay về hiện trường vừa gây án trước đó vài giờ vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 1. Về đến nhà Thanh đói bụng, tôi nấu mì cho Tha ăn, sau đó cả hai lên giường nơi anh nhân chết để nằm rồi quan hệ tình dục đến khoảng 4 giờ 30 thì Thanh về. Thủy nhớ lại và khai với hội đồng xét xử. Còn Thanh, sáng hôm ấy anh ta ra đồng như không có chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, người dân huyện Mỹ Tú phát hiện xác anh nhân nổi lên trên sông Bốn Tàu. Lúc này, Thủy báo tin chồng mất tích, nhưng biết không thể che giấu tội lỗi, nên cùng người tình đến cơ quan điều tra đầu thú. Với cáo buộc giết người có tổ chức và vì động cơ đê hèn, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phạt Thanh tử hình, Thủy tù chung thân. Khi nói lời sau cùng, Thanh chỉ xin nhẹ tội, Thủy xin lỗi cha mẹ chồng với hai con vì một phút nông nổi đã làm cho cha mẹ và các con anh nhân mất đi người thân. Theo hội đồng xét xử, cả hai bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, cha đạp lên luân thường đạo lý và thuần phong mỹ tục, nên cần phải mức án cao nhất mới đủ sức răng đe phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, Thủy có tình tiết giảm nhẹ là gia đình có công thành khẩn khai báo người thân đã khắc phục hậu quả cho bị hại 40 triệu đồng nên chấp nhận đề nghị của đại diện cơ quan công tố. Em đẹp mà số em xấu, anh giết em để em ở đây 2-3 ngày cha mẹ em không tìm ra thì công an cũng tìm ra. Sau khi hiếp dâm cô gái xong vì muốn giết nạn nhân bị cáo nói em đẹp mà số em xấu anh giết em để em ở đây 2-3 ngày Cha mẹ không tìm ra thì công an cũng sẽ tìm ra thôi Ngày 13 tháng 8 Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang Đưa ra xét xử sơ thẩm Vũ Thái Hoàng Trọng Bị truy tố về các tội giết người Hiếp dâm và cướp tài sản Đây là vụ án gây xôn xao dư luận Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang Từ năm 2012 Nhưng đến nay mới đưa ra xét xử Do bị cáo trọng phải đi chữa bệnh bắt buộc Theo cáo trạng Khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2012, sau khi nhậu xong, Trọng chạy xe máy chở Thái Minh Lực, con bác ruột của Trọng, lên cầu vượt thuộc phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang, thì phát hiện một đôi nam nữ là D và Quy đang ngồi tâm sự trên cầu. Trọng chở Lực đi qua chỗ của D và Quy đang ngồi, sau đó dừng lại hỏi Lực, ông muốn chơi không? Muốn chơi thì lại đánh hù thằng đó cho nó chạy, rồi bác con nhỏ đó chở lên xe đi hiếp dâm. Lực trả lời, Chơi thì chơi. Khi trở lại chỗ D và Quy lấy cớ hỏi mồi thuốc, Trọng đánh cho D bỏ chạy. Tiếp đến Lực lấy xe đuổi theo D còn Trọng đuổi bắt Quy. Sau đó Trọng kêu Lực lại chở cả ba chạy về hướng quảng lộ Phụng Hiệp đi Sóc Trăng, Cà Mau. Quy khóc thì Trọng dọa, mày khóc là tao bẻ cổ mày chết. Rồi dùng cây chìa khóa loại đầu 12-14 kề vào cổ Quy. Chạy xe được khoảng 30 phút đến khu vực ấp Phương An 1, xã Hương Phú, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng thấy hai bên đường vắng người xung quanh trồng nhiều chuối nên trọng kêu lực dừng xe trọng kêu quy vào vườn nhà dân cách khoảng 10m thực hiện hành vi hiếp dâm đối với quy quy khóc thì trọng lại dọa mày la tao cắt cổ mày nghe thấy điện thoại quy đổ chuông thì trọng dừng lại lấy điện thoại tắt chuông tắt nguồn rồi đưa cho lực và tiếp tục hành vi đến khi nghe tiếng chó sủa thì trọng dừng lại mặc quần áo và đi ra ngoài Lực lại chạy xe chở cả ba đến một tròi lá bỏ không thuộc ấp Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm, sóc trăng để cả hai thực hiện hiếp dâm. Sau khi cả hai thực hiện xong hành vi đồi bại với cô gái, Trọng có ý định giết Quy nên nói: Em đẹp mà số em xấu, anh giết em để em ở đây. Ba ngày cha mẹ em không tìm ra thì công an cũng sẽ tìm ra em. Tuy nhiên Lực không đồng ý mà nói: Đi ba người thì về ba người. Cả hai đưa Quy về tới gần nhà máy đường Phụng Hiệp phường Hiệp Thành thị xã Ngã Bảy thì bỏ Quy xuống, điện thoại của Quy trọng mang về nhà cất giữ. Chín ngày sau, sau khi nhậu ở nhà bạn về, cũng tại khu vực co vực nêu trên, do thấy ba đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện, lực nói với trọng, bữa nay tụi nó lên nhiều quá kìa, mày chơi nữa không? Trọng bảo, chơi thì chơi chứ gì? Sau khi đi mua thuốc hút quay lại, thấy còn hai đôi nam nữ, cả hai bàn cách đuổi một đôi đi để dễ hành động. Trong lúc cả hai đang bàn thì chỉ có một đôi B và Quy chuẩn bị lên xe đi. Lượt chạy xe lên chặn đầu xe đôi nam nữ để trọng đánh người nam và người nữ chạy về hai hướng. Lượt đuổi theo nắm được tay cô gái Quy thì cô này vùng vẫy tri hô cướp cướp và leo ra đứng ngoài lan can cầu. Lượt bảo không phải cướp đâu chị ơi rồi nắm tay Quy kéo vào. Quy nói mày làm quá tao nhảy xong. Sau đó trọng chạy tới nắm tay Quy nói đi vô mày. Quy lại tiếp tục tri hô, ăn cướp văn cướp thì bị trọng một tay nắm tay, một tay tát vào mặt Quy một cái, Quy tiếp tục nói: "Tụi mày làm quá tao nhảy xong." Chợ ông nói: "Mày nhảy thì nhảy đi," rồi dùng tay phải xô vào vai Quy làm Quy rơi xuống sông Sóc Trăng, rồi cả hai bỏ đi. Hôm sau người dân phát hiện xác Quy nổi lên, đến 25 tháng 2 năm 2012, cả hai bị công an hậu Giang bắt khẩn cấp. Sau đó vào năm 2013, tòa án nhân dân thị xã Ngã Bảy xử phạt lực 12 năm tù về hai tội hiếp dâm và cướp tài sản. Trọng do phải đi chữa bệnh bắt buộc nên bị xử sau. Tại tòa hôm nay bị cáo Trọng nói rằng không xô nạn nhân xuống sông mà chỉ tát một cái vào mặt nạn nhân rồi buông tay nên nạn nhân té xuống sông. Bị cáo không vớt nạn nhân lên vì nghĩ nạn nhân biết bơi. Tòa hỏi bị cáo nói với nạn nhân là em đẹp mà số em xấu. Anh giết em để em ở lại đây Ba ngày cha mẹ em không tìm ra Thì công an cũng sẽ tìm ra em Có phải với mục đích muốn giết nạn nhân không? Rồng trả lời Do muốn bỏ lại nạn nhân nên nói vậy Chứ không có ý định giết Và lúc đó muốn giết cũng không có gì để giết Cuối cùng tòa tiên phạt bị cáo trọng Tù trung thân về tội giết người 12 năm tù về tội hiếp dâm Và 5 năm tù về tội cướp tài sản Tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là tù chung thân. Ngoài ra tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại quy là 95,5 triệu đồng. Bị hại quy do không có yêu cầu bồi thường nên tách ra thành vụ án dân sự riêng.